Cho anh biết là bố em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ bố em năm nay là 41 rồi ạ. Nếu đúng, phần thưởng là 101. Gần đúng. 42. À gần đúng. Có nghĩa là tính tuổi mu hay là như nào? Tuổi chính xác 42. Cho anh hỏi là bố em năm nay bao nhiêu tuổi? Bố em năm nay 47 tuổi. Ok, để anh hỏi nhá. Nếu đúng, phần thưởng là 407. Các cháu hỏi là năm nay chú bao nhiêu tuổi? Chú 48. 48 là tuổi mu hay là tuổi chính xác ạ? Tuổi chính xác, tuổi mu là 49. Em có biết bố năm nay bao nhiêu tuổi không? Bố năm nay 45 tuổi ạ. Chú ơi, có đúng 45 tuổi không chú? Nếu đúng, phần thưởng là 450k. Không, anh năm nay 46. Là ai là mẹ của chị ạ? Đây cả hai. Ai mẹ ruột cơ? Đây. Cho em hỏi là bây giờ năm nay bác đã bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Có được không? 59. Có đúng không bác? Nếu đúng, phần thưởng là 590k. 57. Em có nhớ năm nay mẹ em bao nhiêu tuổi không? 40 ạ. Chính xác bao nhiêu? 40 tròn ạ. Chị mà bao nhiêu tuổi? 40. Em vừa nhận được 400k. Với 400k đấy em có thể mua bất kỳ chai chiết nước hoa nào của Roman Parfum. Dùng mùi mẹ bây giờ luôn. Mẹ thích dùng mùi như nào? Thế thì anh sẽ tặng chai Chanel này cho mẹ em. Chị dùng mùi này rất là nhẹ nhàng, quyến rũ và cực kỳ sang luôn đấy.